Và một lần nữa, Thanh Hải cũng xin thay lời muốn nói cho gia đình và cùng những người thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn sự hiện diện tình cảm quý báu của quý quan khách đã không quản ngại đường xá xa xôi, dành một thời giờ quý báu vàng ngọc bước chân đến hôn trường tiệc cưới hôm nay là một sự vinh hạnh lớn lao nhất cho gia đình và đem lại hạnh phúc trăm năm cho đôi yên ương. Chú rể Tấn Thanh sánh duyên cùng cô dâu Thanh Linh và được sự ý nhiệm cho phép của gia đình, Thanh Hải đứng ra làm lễ tân rót rượu hồng, rót rượu sâm banh, xin được phép bắt đầu. Và kính thưa ban viên ai họ cùng toàn thể quý bạn khách thân mến, tình yêu là phép nhiệm màu giúp ta xoa dịu nỗi đau trong lòng, chút tình là chút hư không để ai dính phải tương tư tơ lòng. Nói đến tình yêu là một đề tài muôn thuở, tình yêu là thế giới của sắc màu, tình yêu luôn đem đến cho chúng ta những nụ cười và những niềm vui, những gì thú vị nhất của con người. Bởi đó các nhà thơ, nhà văn hay thi sĩ luôn luôn ca ngợi trong cuộc sống của mọi chúng ta hai chữ tình yêu cũng thật là diệu kỳ. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá hoàng cũng quyết phong ba cục liều. Khi biết yêu và đang có tình yêu, như chúng ta đang có tất cả, có tất cả của cuộc đời, đó chính là tình yêu và hạnh phúc. Cũng chính tình yêu và thông qua tình yêu, qua thời nhau Tấn Thanh và Thanh Linh quen nhau và tìm hiểu nhau, họ đã tâm đầu ý hợp và họ đã cùng yêu thương nhau. Được sự chấp thuận của đôi bên, ông bà, cha mẹ, chính quyền địa phương cho phép họ đến với nhau. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp. Ông Tơ, bà Nguyệt đã kết tóc xe duyên, lễ tân hôn sẽ được tổ chức tại nơi đây. Và để tuyên bố chính thức cho đôi yên ương nên nghỉ vợ chồng, ngay từ bây giờ Thanh Hải mời ban viên ai họ cùng quý ban khách hãy hướng mắt về cổng hoa đẹp nhất, dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thật lớn để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Ta yêu nhau trong vòng tay nồng ấm, con tim này trao tất cả về em. Em sẽ đón lấy bằng tấm lòng ưu ái, đôi chúng ta sẽ mãi mãi ngập tràn tình yêu. Dù anh có đi ngược từ Nam ra Bắc, lòng anh vẫn gửi trọn cho em suốt cuộc đời. Dù ai nói ngạ nói nghiêng, đôi ta nghiện vẫn như kiền ba chân. Miết chầu nên nghĩ phu thê, mỹ cha đã định em về dưới anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Anh dắt em vào cõi tình yêu, hai người lộng lẫy đẹp yêu kiều. Bao nhiêu ấp ủ và mơ ước nên nghĩ vợ chồng mãi bên nhau. Có chầu không thể thiếu cao, cho môi em thấm cho lòng em say. Trăm năm chọn lấy một ngày, một ngày chọn lấy một giờ nên duyên. Và đôi trai tài gái sắc của chúng ta đang hiện diện trên sân khấu, Thanh Hải mong rằng những tình cảm ưu ái yêu thương bằng những tràng pháo tay thật lớn lên ạ. Và Thanh Hải xin mời hai cháu cúi đầu quan viên họ cùng quý vị khách ạ. 1, 2, 3 cho thêm một tràng pháo tay thứ hai thật lớn hơn nhiều nữa ạ. Và trong thời khắc thăng hoa lăng trầm như thế này thì Thanh Hải phải ghi nhắc đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay cha mẹ cũng là một cái trách nhiệm bổn phận rất to lớn để xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai con. Và ngay từ bây giờ Thanh Hải xin trân trọng kính mời ba mẹ kính yêu của chú rể và ba mẹ thương yêu của cô dâu và đại diện cho quý tộc Hòa Nhà Nữ, Thanh Hải xin trân trọng kính mời hai bên xu gia chúng ta hãy đoàn kết bước lên sân khấu để ra mắt ban viên ai họ trong thân tộc nội ngoại hai bên. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phù kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Công cha như núi ngất trời, nghĩ mẹ như nước ngời ngời biển đông. Và Thanh Hải xin mời ban viên họ cùng quý vị khách hãy dành tặng cho hai gia đình một tràng pháo tay thật âm ỉ cho đôi song hỷ được tri kỷ trăm năm hạnh phúc. Và thừa giây phút này thì Thanh Hải cảm thấy rằng hai bên gia đình đang tràn cái niềm vui trên cái nét mặt rất là tươi, bởi vì con của mình đã tìm được cái bến bờ hạnh phúc đem lại cái niềm vui mỹ mãn.
Và ta nói là sinh con thì bởi mẹ cha, chung say hạnh phúc chúng ta lo cùng, khát khao mong đợi tháng ngày, lứa đôi hạnh phúc lo cùng từ đây. Gia đình vui đón dâu hiền, thơm tình thơm nghĩa thơm quyền của mẹ cha. Trước là vui cửa vui nha, sau là hạnh phúc cũng là vui riêng. Thay lời cha mẹ như khuyên, hai họ phát biểu kết niềm nỗi vui. Và Thanh Hải xin trân trọng kính mời những lời hay ý đẹp từ quý tộc họ nhà trai. Và Thanh Hải xin mời cô Sáu, xin mời cô Sáu lên có những lời hay ý đẹp để gửi đến cái tâm tư tình cảm. Kính thưa nào ngồi hai bên của nhà trai và nhà gái. Kính chào quý vị khách quý có mặt trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Tôi là bà ngoại thứ của chú rể. Xin thay mặt gia đình kính gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất của gia đình chúng tôi. Kính thưa nào ngồi hai bên cùng quý vị khách quý, trong quá trình cháu Thanh và cháu Linh tìm hiểu, quen biết, yêu thương nhau, ngày hôm nay hai bên gia đình của chúng tôi đã tổ chức một lễ cưới cho hai cháu. Sự có mặt của quý vị không ngại đường xá xa xôi, bỏ thời giờ quý báu về đây để cùng chung vui buổi tiệc cùng với gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Đó cũng là một niềm vinh hạnh đối với gia đình của chúng tôi. Vậy giờ này đây, gia đình chúng tôi cũng không có gì hơn, chỉ biết chân thành cảm ơn hết toàn thể quý vị khách quý có mặt trong hôn trường ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, an lạc trong cuộc sống. Và chúc quý vị có một buổi tiệc được ngon miệng. Xin chào quý vị ạ. Và phải nói những cái lời hay ý đẹp của bà ngoại thứ đại diện cho quý tộc họ nhà trai chúng ta thì đã chấp hết những cái tâm tư tình cảm tầng đáy lòng của mình để đem đến lời cảm ơn chân thật tha thiết nhất. Và Thanh Hải cũng xin mời những cái lời hay ý tốt từ quý tộc họ nhà nữ. Xin thưa quý ông bà cô bác, hai họ nhà trai cũng như nhà gái, nói những lời hay ý đẹp thì nhà trai dành nói hết rồi. Tôi cũng xin thay mặt cho họ nhà gái ý muốn nói xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác cũng như các anh chị em trong nội ngoại hai bên đã bỏ một ít thời gian quý báu của mình đến đây tham dự buổi lễ của con cháu chúng tôi. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất của hai bên gia đình chúng tôi. Nhân đây tôi cũng xin chúc tất cả ông bà nội ngoại cô dì chú bác hai bên ngon miệng trong một buổi tiệc cưới và mọi thứ được an lành. Xin cảm ơn. Thanh Hải cảm thấy rằng hai bên gia đình vui hơn lúc nào hết, hạnh phúc hơn lúc nào hết. Người ta thường có câu nói như thế này: chim khôn nó lựa nhánh nó chuyền, con gái khôn nó lựa cha mẹ hiền nó tựa tấm thân. Và chắc có lẽ rằng cô dâu Thanh Linh của trời của chúng ta chọn một gia đình yêu thương, một người chồng quý trọng cho mình gửi thân gửi phận mình đi suốt cả một cuộc đời. Trai khôn lấy được vợ hiền như cầm đồng tiền mua được miếng ngon, phận gái mà lấy chồng khôn chi bằng cá vượt vũ môn hóa rồng. Và những lời hay ý đẹp đó mà chú rể Tấn Thanh của chúng ta đang tìm hiểu được cô dâu Thanh Linh của ngày hôm nay đã làm đẹp lòng cho cha mẹ đôi bên và gia tộc. Và ngày hôm nay là ngày vui hạnh phúc trọng đại thì đôi trai tài gái sắc chúng ta sẽ tỏ lòng hiếu thảo công ơn sinh thành dưỡng dục của bậc làm cha làm mẹ. Trong thời khắc nào cũng mang nặng trong lòng của mỗi người con tình cảm thiêng liêng mà cha mẹ đã dành cho chúng con. Hình ảnh của người cha, tình cảm của người mẹ luôn luôn nhận được sự đồng cảm sâu sắc của công chúng. Cha mẹ luôn là người dìu dắt, che chở, cùng chia bùi sẻ ngọt phải vỗ về cho con. Tấm lòng của cha mẹ được sánh to lớn như trời như biển đã dành cho chúng con vô bờ hạnh phúc. Và ngày hôm nay chúng con nâng chén rượu hồng để tỏ lòng hiếu thảo công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Và chú rể nâng một ly, cô dâu nâng một ly ạ. Chú rể bước hẳn qua bên đây mời ba, cô dâu đứng tư thế đó mời mẹ nha. Rồi rồi, cô dâu quay qua mẹ, cô dâu quay qua mẹ, chú rể quay qua ba. Rồi ba mẹ nhận rượu báo hiếu của hai con rồi cầm đó nha. Rồi ok. Khi đấng sinh thành. Rồi rất đẹp. Rồi chú rể cũng nâng một ly và cô dâu cũng nâng một ly. Chú rể bước qua bên kia.
phải sống thế nào? Ba mẹ ơi hãy nhận rầu báo hiếu của hai chúng con ạ. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Để mẹ được vui. Ok. Và chú rể bước vào bên cạnh vợ hiền của mình. Trước khi Thanh Hải mời hai bên Suya cùng ly uống rượu báo hiếu rượu hồng, Thanh Hải xin mời cô chú bé cách anh chị hãy rót đầy lên những ly bia, những ly nước ngọt và nâng thật cao cùng hô thật lớn để chúc mừng tình nghĩa Suya của ngày hôm nay nhé. Thanh Hải xin mời hai bên Suya quay lại cùng ly ạ. Xin mời. Xin mời hai bên Suya. Xin mời toàn thể quý vị khách hãy nâng ly thật cao lên ạ. 1 2 3 4 come on. Và một lần nữa Thanh Hải xin mời hai bên Suya chúng ta quay lại có một cái bắt tay rất là thật ý nghĩa và thật là nồng nàn giữa cái tình Suya gắn bó bên nhau. Và một lần nữa Thanh Hải xin trân trọng kính mời hai bên Suya bắt tay ạ. Và Thanh Hải xin kính chúc cho tình nghĩa Suya thân lại càng thân và càng ngày càng xây dựng những lời hay ý đẹp cho đôi bạn trẻ tiến bước trăm năm hạnh phúc và thắt chặt như keo sơn. Và Thanh Hải xin mời hai bên Suya trở về nơi bàn tiệc để cùng nhau tiếp khách ạ. À Thanh ơi, lên ơi. Đấy. À Thanh Hải xin mời hai cháu tiến bước lên tháp rượu hồng. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say. Trời vơi, nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng. Cái tay ông xã ôm yêu ớt bà xã lại, còn cái tay kia bà xã ôm yêu ớt ông xã lại, hai cái tay nắm lấy chai rượu hồng. Có một khoảng trời mênh mông như sâu lắng, rung động và thiết tha. Đó là khoảng trời mơ ước cao đẹp của tình yêu đôi lứa, mà ở đó có hai trái tim đang hòa nguyện vào nhau và cùng chung nhịp đập và cùng yêu thương nhau. Những sao xuyến băn khoăn rung động đầu đời nay đã đến với họ và họ đã rót đầy lên những ly rượu mừng để nói lên tình yêu của họ mãi mãi hạnh phúc tròn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chai rượu thứ nhất đó là chai rượu tình. Thái Đại xin mời chú rể khai chai rượu thứ hai đó là chai rượu nghĩa. Trăm năm kết nghĩa duyên tình, em anh thề nguyện một lòng bên nhau. Dây dầu quấn lấy thân cao, như ta nắm chặt đôi tay chung tình. Mộng duyên cho ước đôi mình, cùng nhau sánh bước cuối đường trăm năm. Trọn tình son sắc thủy chung, trái tim hòa nhịp sắc xuân muôn đời. Rượu nồng thơm ngát hương tình, chung tay ta rót rượu tình nồng cay. Gần cay mối mặn đã từng, chia bùi sẽ ngọt một thời yêu nhau. Nâng cao đón lấy rượu hồng, tôn vinh hạnh phúc dấu yêu trọn đời. Thế gian đẹp nhất mặt trời cũng không đẹp nhất bằng người thanh yêu. Quá thật tuyệt vời. Rượu nóng hồn trai gặp ý thơ, bao nhiêu năm tháng đã đợi chờ, niềm vui chờ đợi nay đã đến, hạnh phúc tình ta lại nên thơ. Một quay lại, hai chúng bay. Hai rỡ, ba dỡ khẩm ạ. Chữ chung dành để phần cha, chữ hiếu phần mẹ đôi ta chữ tên. Và Thanh Hải xin mời Tấn Thanh và Thanh Linh bước đến tháp và bánh kem. Bánh này vỏ trắng ruột hồng,
Bánh này tự nghĩ hương nồng tình yêu, bánh này ấp ủ bao điều, tình chàng ý thiếp một đời thủy chung. Chiếc bánh kem hình tròn xinh xắn, có khắc tên chú rể Tấn Thanh và cô dâu Thanh Linh. Chiếc bánh kem cũng chia bùi sẻ ngọt trong thời gian mình tìm hiểu nhau và quen biết nhau. Ngày hôm nay mình nên duyên sắc cầm họ hợp bên nhau. Chiếc bánh kem tượng trưng cho ánh sáng của mặt trăng, cũng là tượng trưng cho vị ngọt của tình yêu. Thanh Hải xin mời chú rể Tấn Thanh hãy dứt thơm cho cô dâu một miếng ạ. Xin mời cô dâu chuẩn bị 1, 2, 3, biên. Thật là dễ thương. Cô dâu hãy sẽ biên lại cho chú rể đây là vị ngọt của tình yêu thì không bao giờ phai mờ được ạ. Xin mời chú rể 1, 2, 3, biên. Trời dễ thương quá, quá tuyệt vời, quá hạnh phúc. Đây là vị ngọt của tình yêu có đúng không ạ? Và kính thưa ban viên hay hò của toàn thể quý vị khách thân mến, những chàng trai cô gái nào bước vào tuổi độ yêu đương, ai cũng muốn dành cho nhau những đóa hoa hồng tươi thắm. Và ngày hôm nay chú rể của chúng ta đã kết 9.909 triệu cái bông để trao tặng cho người vợ hiền vợ thảo của mình ngày hôm nay. Thanh Hải xin mời chú rể hãy trao bông cho cô dâu ạ. Xin mời 1, 2, 3. Pháo hồng khai sáng lễ tân hôn, chúc cho hai bạn trọn đời thủy chung. Và nói chung là ngày hôm nay thì ngày vui hạnh phúc của hai cháu. Thì ông ngoại cũng không có gì hơn, chúc cho hai cháu luôn luôn trên thuận dưới hòa, đầu ấp tay gối, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, gia đình sum túc hạnh phúc tươi đẹp, ăn nên làm ra, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Mà có phát tài phát lộc phát an khang thì phát tài phát lộc ngay bây giờ. Thì ngay từ giây phút này thì Thanh Hải xin trân trọng kính mời ba mẹ kính yêu của chú rể hãy lên công bố trong cái lễ trao tặng quà. Thì bây giờ trước tiên là Thanh Hải thấy có ông nội bà nội, xin mời ông nội bà nội. Ông nội bà nội thấy cháu Tấn Thanh coi như là sắp lấy vợ rồi, quyết định bỏ ăn chầu hút thuốc 5 năm. Không biết dư được nhiều. Thanh Hải xin trân trọng kính mời ông nội bà nội đó. Ông nội còn phong độ đẹp trai ghê chưa. Ông nói thầu hễ tao chừng Thanh lấy vợ tao cho nó tẩy. Tao bỏ hút thuốc chừng 5 năm à. Rồi đây là ông nội. Còn bà nội thì nói chung hơi lụm. Bà nội cũng cố gắng lên luôn cho có mặt. Ông nội bà nội